Cùng với tốc độ phát triển của công nghệ in ấn và những kỹ thuật tiên tiến, thì những tấm bảng quảng cáo theo kiểu công nghệ hiện đại đang chiếm lĩnh thị trường. Thế nhưng đâu đó trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những bảng hiệu vẽ tay còn hiện diện và dường như đang dần được săn đón trở lại. Tham gia vào cuộc chơi này không chỉ có những thợ vẽ già mà còn có cả những bạn trẻ thích hoài cổ. Anh Nguyễn Hoài Bảo, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh bảng hiệu vẽ tay nên từ nhỏ anh đã có dịp tiếp xúc với những tấm bảng hiệu vẽ tay như thế này. Từ đó anh yêu thích và cảm nhận rõ được nét đặc biệt của những tấm bảng quảng cáo này. Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, anh Bảo quyết đem những gì mình học áp dụng vào nghề vẽ bảng hiệu để tạo được cái mới mà vẫn giữ được những nét đặc trưng cho sản phẩm. Công đoạn tính ra thì nó cũng không khó, nhưng mà cái quan trọng là cái mẫu mã quan trọng nhất. Cái việc đó là khách hàng người ta chọn mẫu. Thứ nhất là cái phong cách của cái quán của người ta làm gì, bán cà phê hay là bán ăn hay là tiệm tóc. Thì cái việc mà để mình thiết kế một cái mẫu đó thì nó quan trọng. Để hoàn thành một bảng hiệu dù lớn hay nhỏ thì cũng mất khoảng 4-5 ngày, từ khâu làm khung sơn nền, vẽ chi tiết sơn phủ và tùy theo kích thước sản phẩm mà giá thành dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Với mức giá này thì khá thấp so với những bảng hiệu hiện đại như hiện nay, nhưng độ bền thì cao hơn, có thể sử dụng từ 10 đến 20 năm. Vì mình đam mê về cái bảng hiệu vẽ tay, với lại mình rất là yêu thích Sài Gòn, thập niên 80-90, đó cho nên là mình theo đuổi cái nghề này để là lưu lại, có một cái gì đó lưu lại một cái văn hóa, nét văn hóa mà về bảng hiệu xưa, cũng như là một cái phong cách mà nó đã bị lãng quên. Hiện anh Bảo vẫn miệt mài tạo ra bản vẽ tay cho những ai còn yêu những thứ được gọi là hoài niệm.